Ok, xin chào mọi người, lại là mình đây. Hôm nay là ngày 25 tháng 9 2021. Chắc đây là ngày nắng cuối cùng của mùa hè này, sắp vào mùa thu rồi. Bây giờ mình lại đi chơi thôi. Here we go. Ok, gia đình mình đã tới rồi. Đi thôi. Đi xe mà thấy không đem đồ, mà thấy ông đóng đồ mình đánh. Má hình có chiếc truck á, có chiếc truck á, thương hết, nhà có gì thương hết. Đi, chỗ này là Pine Lake, Pine Lake. Wow, nay trời thời tiết đẹp quá. Có nhiều người ta xí chỗ trước rồi kìa. Wow, nhiều người ra trước quá trời luôn, không cần chỗ. Cái cây quá trời lớn. Ok, tình hình thì mình đi mình chuyển hướng qua đi bên Alex mà tại vì bên kia nó vắng quá. Đó, anh em đang xin đồ xuống. Bữa nay thấy rất là đông nhưng mà thật ra là người ta đi giữ cái event nhiều hơn. Rất xa rồi. Free parking free. Ồ, bữa nay có chỗ ngon. Chỗ này á là mình không đốt lửa được. Có nghĩa là không có đốt cái lò than được, nhưng mà mình có lò ga là ok. So it's good. Good. Quên, dọc bên kia nó gần. Có chứ. Bên xe pin mà. Thời búi này.
Thôi được rồi. Em cũng tưởng đi nữa, thấy đông quá, trời đông luôn. Mấy em mà đâu ngờ ra đây ngon vậy, vắng hơn hồi bữa nữa. Mấy em. Ôi trời, đi ta thấy vậy ta đi á. Đúng rồi, bữa mình nè. Ta vô ta thấy vậy ta đi luôn. Ờ, chắc vậy quá. Đó. Bắt cho quá đông dễ sao. Đông dã man luôn á. Có chỗ đầu sen vớt sát đây em cũng mừng dữ lắm luôn. Ui, ui, ui. Rồi, quay phim mấy em coi chơi chát nha. Mày bắt vô nha, nắng quá chịu nổi. Ngồi bên đây che nắng cho nó đi. Nè, che nắng cho nó. Thì ngồi đi theo che cho nó chứ sao giờ. Không, rồi con chơi luôn đây. Chơi luôn đây. Thôi này nó hấp mà sao nó còn cứng à? Hay là hấp chín tới chín thêm nhưng mà không, nó thêm nước nữa, thêm giữa trưa có mềm thôi mà còn cứng thì lại sôi á, nó bị lại. Nó một số nó giống như là trên nó không có đều á, chứ không phải vậy, chỗ thì cũng có mềm. Không, làm nhà hàng cực quá chị là không nổi. Không,
có gì biết nó không ngon rồi. Là vì không chơi kiểu đó. Không chơi nó lên đầu người khác nữa chứ. Yeah. Ở xa đâu? Ờ, đâu có xa đâu. Ok. Đang ngồi đây chơi nó chịu lên không? Lấy thêm miếng xôi anh. Chị thông bằng cát chúng em nha. Đó, xuống với tinh thần nhé. Chơi ngủ vậy, tối giờ ngủ.
nha.
chơi với đó. Hiện tại thì anh em đang lắp lều trên này, nắng quá. Hồi nãy ở dưới đây, bây giờ mình lên đây đó. Mình lên đây mình nướng đồ ăn sướng luôn. Hai mi phai. Hai phai kìa. Hai phai. Hai phai. Yeah. Em bé rồi. Đây mấy em này đang tắm đây. Nãy giờ mình cũng tắm phê luôn. Nay trời quá đẹp luôn, nước mát. Đây. Ú cha mấy em này dọc nước sướng luôn. Đó. Ồ kìm ghê quá à. Yêu. Đây là vì hấu đem ra xa nha, nó trôi luôn á nha. Này chị em đúng rồi em. Ca em ở hả? Sophie hay lắm mấy thằng chèo em kia. Hậu quăng đá chúng em á. Hậu quăng đá chúng em á con. Quăng đá chúng em á. Lấy xe mét thì có mẻ sang đẹp hơn. Bên kia nhiều. Thích rồi nó, mày thấy nước thôi nó phê. Lâm Vy, không có đẩy ra ngoài nha. Yeah, sướng quá, trời sướng quá. Kinh ơi. Yeah, sướng không? Thích không? Phải luôn, ra nước sướng. Trời, hôm nay đi đây là chính xác. Trời quá đẹp luôn. Đây bên này mình cũng có thuyền luôn nha. Cái thuyền của mình hiện tại nó đang nằm ở đây nè. Đó, thuyền đang nằm ở đây. Gia đình của anh Toàn đang treo với lại My đó. Đó đang treo.
đi chèo thuyền nha. Bi ơi say hi. Hi. Bi nhấn cái cây xuống. Đúng rồi. Yes. 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 Đã không? Hi mày. Cô lái thuyền nào. Cầm đi, chuẩn bị đi. Cầm đi. Vỗ quá, vỗ quá. Vỗ, vỗ các bạn. Cảm ơn Kim. Đâu. Lấy cái khăn nào. Em nào khóc. Bố xô trời. Cho bay, cho bay. Cho bay ạ, cho bay ạ. Giết mẹ, mẹ này đi. Mẹ đi con. Tập đôi. Một người sao mà chút được. Hú, hú, hú. Không ơi. Bằng quá cũng chưa đi. Trời. Chúc mừng, chúc mừng chút. Đó, đó, đó. Vô tao nắng cái mày luôn nha. Ủa, vì sao tới mệnh kỳ vậy? Viên Anh nãy vậy lộn rồi, nãy lộn rồi. Ồ, nãy mới tới trường mới đúng. Ừ. Đó, lỡ rồi, chị đi vòng đó đi. Đẹp, tụi anh đi hai lần. Ok. Chết. Và ném đây, vô ném đi, mình lấy cho mình cao. Ném của mình. Ném đi, ném cho mình chung đi. Hả? Bây giờ ơi. Ngó mẹ coi. Hello. Good job. Này, đi thử xuống. Sao nó tuột gì chậm rì vậy? Thắng rồi. Anh em thắng rồi, đội Trương thua rồi. Đó. Một last one, last one, last one, chờ chút vô, last game, last game. Đâu rồi. Ném cái đó không ổn định, ném cái đó nó dễ bị giằng. Giảm đi. Đâu rồi. Không phải từng 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 mình ha. Đâu. Lật mép mà. Lật mép đi thì ném thì khó chút đó. Wow. Đây, đây, đây. Hai ly góp hai này nè. Hai này là chung kết luôn luôn. Okay, này luôn luôn nè, chung kết nè. Đó hai bay uống chung cũng được, hai uống riêng cũng được. Bẻ một đường cong hoàn hảo. Cái này là đội chung kết quý khán giả có thấy được là một trận rất là căng thẳng giữa hai đội. Đó! Mình vô lại. Ở giờ vô uống nửa ly thôi. Rồi cho mình được cái cuối rồi. Giảng cho vui.
Last one. Má chơi vô rồi. Chỉnh chỉ lên chơi vô mẹ. Không vô là thua đúng không? Má thì luôn. Mày cho mà lắc á. Đáng đi. Vô. Trời đội đội đi phong độ ổn định hàng gì đủ rồi đúng rồi đúng rồi đúng rồi. Bây giờ tình hình lại thấy em về tới nhà rồi, nói chung là phê lắm. Bây giờ anh em đang ăn uống rồi, ôi trời nó say rồi đó. Thank you.